Vâng, tiếp tục giới thiệu với các bạn chợ hoa cây cảnh thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, những ngày cận kề với Tết Nguyên Đán. Vâng, cụ. Cái này anh ơi. Cái này anh. Cây ý mấy cây này ạ? À, là bao nhiêu tiền ạ? 1 triệu. 500 một cây. Vâng, rẻ. Vâng. Tôi xem cái cây 500 này cái. Vâng. À, quảng cáo lên mạng cho em nhé. Vâng, tất nhiên là sẽ quảng cáo cho anh rồi, chả nhẽ quảng cáo cho bạn anh à. Phóng viên. Phóng phóng viên. Anh đã quay để cho người đứng. Anh bán và người mua đâu? Bây giờ người mua đây. Anh hai anh tôi xin kiểu ảnh. Người mua mặc quần áo này. Vâng, không thế chị cứ mặc quần áo à? Vâng vâng, không tôi không dám chụp nữa bởi vì giờ đang trong giờ hành chính. Không cái này cũng không ảnh hưởng đâu. Không ảnh hưởng. Bởi vì đó là khoảng cách đời thường. Chở nhá, bây giờ chở cái cây này với cây này với cây nào là bao tiền? Cây nào đâu, cây nào 500 đấy nhỉ? Vâng, xin 500. Bạn mình bắt tay bạn thay cho câu trả lời. Sơn là cả ba cây lấy bạn. Hay xem YouTube của bác. Vâng, đúng rồi. Như vậy bạn chào đúng tên người đấy. Úi giời. Bạn ơi, bạn đã chuẩn bị đây kiệu 100.000 rồi. Cây này cây kia 100 rồi. Đâu? Chỉ là một chuyến xe. Lô để chặn người kia biết phải chặn chứ. Anh ơi đừng quay. Quay cái gì đâu. Chị Băng đang mặc quân phục của đơn vị. Trong giờ hành chính chị ngại quay là như vậy. Chứ còn anh bán quất thì anh rất muốn quay. Tôi rất thông cảm. Bởi vì thủ trưởng của chị mà xem thì trong cái giờ này chị đi mua quất cảnh. Vâng, nhiều lắm. Đào cây cũng nhiều anh. Như vậy là 500 một cây quất. Tôi vừa mới giới thiệu các bạn 500 một cây anh. Vâng, như vậy cái giá là cũng có phần dịu đi rồi đấy. Cây nào 500 một cây so với cách đây 2 ngày.
Đấy, đào cành. Đào cành thì giá bao nhiêu anh? Cành bác ạ. Ví dụ như cành anh đang cầm đấy. Cành này 300. À 300. Vâng. Bác đừng đưa cho em lên Facebook. Không, em không đưa bác lên Facebook, em chỉ đưa lên mạng thôi. Ba trăm. Vâng. Đấy, xem đi. Rồi, biết rồi, để xem đi mua đào đấy à? Hả? Đi làm cái việc này thôi chứ mua bán gì đâu. À, vâng. Đi ngó chơi thôi thì. Ngó chơi thôi. Ngó chơi rồi. Đây anh biết đi có việc gì đấy? Đó, đang đi xem ngó thôi. Nắng này chỉ 1-2 hôm nữa chứ mua này chưa mua. Để xem thế nào. Em phải 28. 28 anh phải 28. 28, 2 ngày nữa. Nắng quá. Bởi vì bây giờ có những cây mua về đến mùng 1 hết hoa. Nó già cây rồi, nó nở hết rồi. Đó, những cây này mới mua rồi, mua những cây như thế này thì nó kết. Đấy, mua những cây nó trúng chím này đỡ. Đây nó trả ra. Đây như vậy là anh lấy cây này à? Đưa, đâu, đang đi xem đấy chứ. À, đang xem à? Không, bạn nó có bán, em bán mà. Vâng. Bán đi ngó cho xem bán mà. Ôi, cứ có cái lục bình to rồi cắm cái cành đào vào là xong ơi, tuần lễ Tết có gì đâu. Alo. Vâng. Không để cho tôi chậu. Như vậy cây này là 300 à? 30.000 nữa em để rồi. Không ạ. Thế là cây này 300 gì? 300. Vâng, đây rồi. 200. Thế thì bây giờ về thì để vào đâu lấy mẹ cái chậu luôn đi cần gì? Làm luôn cái chậu. Đặt cây xuống, đặt chậu lên đi. Mẹ không bao nhiêu nữa mà. Mà đặt vào thôi. Vâng, phải lấy ngay cái chậu này, chậu 30.000 nhỉ? Chậu chỉ bán để là để đấy thôi, nhưng mà tôi cứ đặt vào đấy. Ừ, thế là được. Thế là 330 rồi. Coi như còn nhiều nụ đấy, nhìn đấy, nắm kỹ còn cái nhiều nụ. Như là bác lấy cái to cái nhỏ. Cái nhỏ ấy. Cánh. Một trăm tròn được ấy, 100 cành đào này được, thì còn rất nhiều nụ ấy. Không, nhưng mà cứ mua đào cành này có 100.000 cũng chơi cũng hay. Không, thì đấy là người nhà, còn đây cành này phải bán 120 không? À, đây, thế cái cành kia 100 là bán người nhà. Còn thiếu không là nhưng mà còn đang mà chú. Thế còn đúng ra để giá bao nhiêu? Đúng ra là cành kia 150 mà cành kia là phải bán 130. 130, thế ước gì tôi là người nhà nhỉ? Không phải là ước gì đây là. Nói cái câu ước gì tôi là người nhà mà ông ấy dừng hẳn một lúc không. Bát ngát là đào. Bao nhiêu tiền anh mua cây đào này, bao tiền anh ơi? 700 rồi ạ. 750. 750 ạ? Vâng.
Không có chậu à? Không có à, nhà có chậu rồi. Vâng. 150 gì? Có lấy xe không ấy? Bồ, mày làm đấy không muốn làm. Không đi phen, mày bảo là có thì tao lấy. Nhưng mà có an toàn không đấy? Tôi thấy à, nó lắc lắm. Không đi được à? Thấy nó lắc ngang lắm. Kéo ấy một tay giữ đi. Ôi giời, cây đào to đẹp thế. Bao nhiêu tiền đấy anh chị? Cái này triệu rưỡi các bạn ạ. Triệu rưỡi à? Vâng ạ. À, cây to nhỉ. Bao nhiêu tiền cành đào anh? 250. Đào này, cành này được rất nhiều nụ. Vâng, không dám lấy cành lớn. Không, cành này anh mua cành này nhiều nụ quá, đẹp đấy. Bởi vì hôm nay mới 25 mà, còn rất nhiều nụ. Đây này, dùng nhiều đóng này ông này đấy. Vâng. À, quầy hàng nhà mình thông minh ghê nhỉ. Làm những cái ống nước để làm nó giữ được cành đào nên nhìn đẹp. Đấy. Xem được. Vâng, ví dụ như cái cành này bao nhiêu anh? Cành này 200 ạ. 200. Vâng. Chơi đào cành rẻ. Đúng không? Đúng. Chơi đào cành rẻ đấy. Đấy, cái này có phải là khách sạn thoải mái. Đúng rồi. Mà nhìn nó sẽ đẹp hơn đấy. Đẹp hơn là đặt ngả nghiêng. Đây, ví dụ như cành này nhìn rất đẹp. À, tức là chị bán chị lại được bắt tay à? Bán cho ông cành đào, ông lại bắt tay cái là được cái bắt tay. À, tuyệt vời rồi. Cái bắt tay đó là thể hiện cái sự giao lưu đấy. Thêm được cái. Có được ai bắt tay bao giờ đúng không? Vâng. Chị nói câu hay quá. Tức là bán được cành đào nhưng lại được cái bắt tay. Mà lại cần được cả quay video đấy chị. Vâng. Chị quê ở đâu chị? Em ở Sơn Tây ạ. Ở Sơn Tây? Vâng. Vâng, đào Sơn Tây. Đào Sơn Tây. Đi cắt ở đâu về đấy chứ? Cắt ở vườn tại nhà mình luôn. À, vườn tại nhà ở Sơn Tây mà chỗ nào mà vườn rộng đấy? Tích Giang. À, Tích Giang. Vâng. Vâng, Đỗ Sinh xin dừng video này tại đây.